Chào tất cả các anh em đam mê bay chim ha. Hôm nay có anh em nào được nhiều không? Mình tối nay thất nữa đây nha anh em. Được có hai anh chích với con quất à. Dưới đầu 5-6 con cú gì đó nè. Được 7 con cà cuốc nha anh em. 2, 4, 6, 8 con chứ. 8 con. 8 con cà cuốc với 2 chích. À, ừ, 2 chích với 1 con quất nha. Đây, chích nè. Dễ để chọc đầu. Hai con nha anh em. Đây 1 con. Đây 1 con. Đây 1 con. Nhưng còn quất xong tối nay thấy trông trọng rồi nha anh em. Hôm chim nó không đi anh em, không nghe đi, đi có 1 con, nghe đi có 1 con à, rồi đâm. Nhưng mà còn chích nền thì nhiều lắm mà nó không lên anh em ơi, thua rồi. Cái này không biết làm sao mà để bắt mấy con này nữa anh em ơi, quá trời, nó ở trong bưng nữa anh em. Kêu gền đồng hết trơn luôn. Rồi chuẩn bị về nha anh em. Rồi. Mình kết thúc video đây nha anh em. Có anh em nào nhiều thì bình luận phía dưới ha. Rồi, chào anh em ha.